Xin kính chào toàn thể anh em yêu lan trên toàn quốc. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023. Nay gia đình lấy được một ít hàng lan, hàng rời để giới thiệu với anh em. Dân họ vừa lấy từ rừng về, thế nên là hàng rất là đảm bảo và yên tâm. Đấy. Đó là hàng trồn rời và tam bảo sắc, và sau đó là một số cái hàng mã hàng ý ngọc để giới thiệu với anh em. Đi vào các mã. Sau đây đó là mã hàng trồn rời. Mã số 1. Hàng cây rất là to, lá xếp rất đẹp, xanh mướt anh em nhé. Đấy, giới thiệu cho anh em mã này. Đấy, cây rất là đẹp. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cặp lá một cây này. Cây thứ 2. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cặp lá nhé. Anh em nhé. Đấy, 7 cặp lá. Cây thứ 3 thì cây này cũng rất là to. Đấy. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cũng 7 cặp lá. Đấy, có 3 cây. Giới thiệu với anh em cây to nhất ở trong cái phiên bán ngày hôm nay. Có giá là 370.000 đồng. Đấy, chồn to, lá xếp rất là đẹp anh em nhé. Sang mã thứ 2. Có giá là 250.000 đồng. Đấy. Đây giới thiệu với anh em, cho anh em xem. Một cây ạ. Được 1, 2, 3, 4, 5 cặp lá này. 2. Cây này cũng 5 cặp lá này. 3. Cây này cũng rất là đẹp. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và tuy nhiên là cây này cũng đang bắt đầu ra nụ anh em nhé. Đấy, cây này là được 2 nụ. Có cây thì nó cũng chưa ra, mà có cây nó cũng ra. Sớm muộn thì nó cũng ra thôi. 3 cây. 4. 1, 2, 3, 4. Cây này được 4 cặp lá này. Cây này được 1, 2, 3, 4, 5 cặp lá. Tổng chỗ này là 5 cây anh em nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. Với giá là 250.000 đồng thôi. Tiếp theo cây sang mã số 3. Mã số 3 là có giá là 200.000 đồng. Mã này được 2 cây này. Được 1, 2, 3, 4 cặp lá này. Cây này cũng 4 cặp lá này. 4 cặp lá này. 3, 4, 5, 6, 7. Được 7 cây anh em nhé. 7 cây cho cái mã này. Đấy. Có giá là 200.000 đồng 7 cây. Sang mã tiếp theo. Mã số 4 cũng có giá là 200.000 đồng. Đếm thân cho anh em xem. Cây này lá rụt rất là đẹp này. 4 cặp lá này. 1 2 3 4 5 6 7 7 cây. Có giá là 200.000 đồng. Sang cái hàng nhỡ nhỏ hơn một chút. Tuy nhiên là cũng 3 4 cặp lá đổ lên. Những cái thân cây này giả cây rồi anh em nhé. Cái mã này thì chỉ có 170.000 đồng thôi. Đấy, mã này cũng cây không nhỏ lắm đâu. Đấy, cũng ra hoa của vụ trước. Đây ạ. Ra hoa của vụ trước rồi. Đếm thân anh em kiểm tra. 1 2 3 4 5 6. Cây này đang chuẩn bị ra nụ này. 7. Đây cây này nụ nó đây ạ. Phần trắng trắng này. 8 9. Cây này là kép này. 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Có 18 cây anh em nhé. Phần mã này nó cũng tầm 3 4 cặp lá đổ lên rồi. Không thể ít hơn được. Cây cũng vừa. Cái mã này thì anh em về ghép được 2 3 giò đổ lên. Mã số 6 cũng 170.000 đồng. Đến thân cho anh em xem. 1 2 3 4 5 6 7 8
Đây này cũng kép này, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 cây anh em nhé. Cái mã này nó có lẫn cả cây bé nên là mình sẽ bao ship cho anh em luôn nhé. Mã số 6 là bao ship 170.000 đồng. Và sau đây mình sẽ vào cái mã hàng tam bảo sắc. Hàng này thì lá rất là đẹp, dân họ vừa lấy về. Cái mã số 7 là 170.000 đồng. Đống rất là to. Được một này. Đây là một rề 2 3 4 cây này. Đây này là một rề này, 5 6 đến đang nụ này. Đang bắt đầu ra nụ. 7. Cây này cũng đang nụ màu trắng trắng hay là đang nụ ở dưới khe đấy. 8. 9, 9 cây. 170.000 đồng thôi. Đấy, cây rất là đẹp, lá này là thuộc dòng cái lá người ta gọi là lá nhựa, lá dày đấy ạ. 170.000 đồng. Sang mã số 8. 180.000 đồng. Đây là một rề đấy ạ. Được 3 cây này. Rề được 3 cây này, cây rất là đẹp. Đây ạ, đây thân rất là dài, dòng lá xếp đấy ạ. Đang nụ 2 3 nụ ở đây. Đây này, cây này thì 2 nụ này. Cây này cũng vậy. Cây rất là già và dài cây nhé. Cây này cũng dòng lá xếp đấy ạ. Cây nào cũng có nụ rồi anh em nhé. Mã số 8, 180.000 đồng. Sang mã tiếp theo. Đó là mã số 9. Mã số 9 này có 120.000 đồng thôi. Mã này rất là nhiều cây. Đây cũng đang nụ đấy ạ. Ở trong rừng thì đôi khi nó cũng bị xước xát một chút. Phần đa là cây đang nụ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cũng 9 cây. 120.000 đồng. Còn cái mã này thì cây nó ngắn hơn một chút. Mã này chỉ 100.000 đồng thôi. Đếm thân cho anh em nhé. Xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cũng đang nụ. 8, 9, 9 cây. 100.000 đồng anh em nhé. Đây là cái hàng tam bảo sắc. Giờ mình sẽ đi vào cái hàng khác. Đây là một cái dòng lan thì cũng chưa biết rõ tên là gì. Được dân họ trồng ghép trên cái gỗ dớn. Dân họ bảo là cái dòng này là hoa màu trắng. Đây ạ, thân lá đây ạ. Mã này là được mã 11, 170.000 đồng, chưa rõ tên. Lan là gì? Đấy, trồng trên cái gỗ dớn nhá anh em nhé. Đây ạ. $170.000. Rồi sau đây sang cái hàng khác tiếp theo. Đó là hàng đùi gàn, gà. Đùi gà dẹt ạ, trồng trên cái gỗ dớn. Đây. Gỗ dớn thì bây giờ cái rong rêu đang phát triển phủ kín cái bảng dớn này rồi. Đấy. Đây mặt phía sau này. Đấy, cây dớn nhé. Và cái mã này được 1, 2, 3, 4, 5 thân. Tơ là chưa ra hoa. Cái này là cây cũ của năm trước. Bây giờ đang ra nụ đấy ạ. Đấy, hoa cái dòng đùi gà dẹt này rất là đẹp. 150.000 đồng cái mã này. Sang mã tiếp theo. Mã số 13, 170.000 đồng. Mã này cũng rất là đẹp. Được một thân nụ này, 2, 3, 4 thân. Đấy. Còn thân này nó ra phần ở đây thì
Còn trên thì chưa ra hoa thì sang năm nó lại ra tiếp đấy anh em nhé. Ra khi nào mà nó không phát triển được nữa thì nó mới dừng. 170.000 đồng mã số 13. Sang mã số 10 14 là 160.000 đồng. Mã này cũng rất là đẹp, cũng trồng trên gốc dớn. Được hai thân hoa anh em nhé. Đấy, thân hoa đây ạ. Đang ra nụ này về anh em xem hoa là vừa. Còn bên này mã này thì được 1 2 3 4 4 thân hoa nhé. Đấy. 4 thân hoa cũng trồng trên gỗ dớn. Đây. Trồng trên cái gỗ dớn. Về anh em tưới vào là cái phần rong rêu này nó phát triển rất là tốt này cái dòng này. Thì khô ẩm thì nó khô quá thì nó cũng không phát triển, nó sẽ chết đi. 170.000 đồng. Đấy. Và đây cũng là cái mã cuối cùng của gia đình. Xin chân thành cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video. Và kính mong anh em chốt được cho mình những cái mã mà mình ưng ý nhất. Xin chân thành cảm ơn anh em. Chào anh em.